Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm nay được dự báo không có mưa, trời tạnh ráo mát mẻ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, rất đẹp cho một ngày cuối tuần. Sáng sớm mai, do ảnh hưởng của áp cao lục địa cường độ ổn định cùng gió đông bắc thổi nhẹ, nên sương mù vẫn có khả năng xuất hiện trên các khu vực Hà Nội, nhưng sẽ giảm hơn so với hôm nay. Sau đó, nắng sẽ xuất hiện từ khá sớm. Tuy nhiên, do vẫn đang nằm trong khối không khí lạnh lục địa, nên ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày cũng chưa có sự thay đổi nào đáng kể, dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Khi nắng tắt cũng là lúc mà nhiệt độ giảm nhanh, mức nhiệt trong chiều tối và đêm mai hạ xuống còn từ 21 đến 22 độ. Trong những ngày này, thời tiết Hà Nội có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là khá lớn, khoảng gần chục độ, nên người dân sẽ rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Chúng ta cần hết sức đề phòng, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, chuẩn bị quần áo ấm khi ra đường để bảo đảm sức khỏe. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Ở khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ, Đan Phượng tới Chương Mỹ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại các khu vực từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt từ 21 đến 30 độ. Các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Còn tại trung tâm thành phố Hà Nội, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.